Tinh thần lực lượng của bọn nó trở nên cuồn cuộn không dứt sao. Ngao dậy nhanh chóng ổn định lại tâm tình của mình, trầm giọng quát: "Các huynh đệ, chúng ta chỉ có thể cận chiến đi." Nói xong câu đó, sau lưng của hắn lúc này liệt dương hào quang phun ra, thôi động thân thể của hắn, giống như là một viên sao băng thẳng đến đỉnh núi rơi xuống. Cái khác các vị chiến thần theo sát ở phía sau, đi theo hắn cùng với nhau hướng ra đỉnh núi phương hướng đánh tới. Mà lúc này đây, vực sâu đại quân ở trong vô địch sương mù phụ trợ phía dưới, đã cùng với quân liên bang đạo thứ hai phòng tuyến triển khai ra toàn diện va chạm. Vô địch sương mù tác dụng ra thật sự là quá lớn, quấy nhiễu dò xét, tăng lên thông biên sinh vật công phòng năng lượng, nhất là ở trong phụ ở bên trên, làm thông biên sinh vật phòng ngự cường độ tăng lên trên diện rộng. Hồn đạo vũ khí cho dù có thể đem đánh chết, ít nhất cũng phải tiêu hao ra lúc trước gấp 3 tả hữu năng lượng. Điều này cũng làm cho càng nhiều thông biên sinh vật có thể sống sót, vọt tới càng tới gần phòng tuyến địa phương. Chúng nó chỉ có thể thi thể làm các đồng bạn đi tới cái chắn không ngừng về phía trước chồng chất. Tốc độ thật sự quá nhanh, chính là một lát sau đại bộ phận phòng tuyến đều đã bị kéo trèo bỏ ra tới giữa sườn núi. Ngay mặt bên trên chiến trường, lựa đạn mấy ngày liền, quân liên bang phòng tuyến đã muốn toàn lực ứng phó sợ ở phòng ngự, nhưng mà lúc trước sở hữu mạnh nhất phòng ngự hồn đạo khí, thật sự là đều bị đánh trúng ở trong tạ lụi vòng thứ nhất phòng tuyến. Đạo thứ nhất phòng tuyến thất thủ, làm cho đại quân loài người hoàn toàn lâm vào trong bị động bên trong. Nếu không phải cổ quần nào dẫn theo một đám trở linh tháp cường giả chặn vượt qua 20 vị phục sầu vương giả, chính chặn lại linh đế, chỉ sợ hiện tại sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vực sâu linh long ở trên chiến trường tác dụng thật sự quá lớn, lớn đến tất cả mọi người vượt qua tưởng tượng trình độ. Vô địch sương mù, trinh thể thống soái, làm cho vực sâu đại quân biến thành giả có tổ chức khổng lồ quân đội. Thâm viên sinh vật số lượng là khó có thể tính ra, bởi vì vô luận tiền tuyến từ bao nhiêu, mà so vực sâu ở trong thông đạo đều đã chen chúc mà ra càng nhiều lửa thâm viên sinh vật. Giờ khắc này, liên quân đã muốn khắc sâu ra cảm nhận được vài ngàn năm trước, làm thâm viên sinh vật lần đầu tiên xuất hiện ra nhân loại, đương thời tại đối mặt với chúng nó quân ánh. Ở linh đế chỉ huy dưới vực sâu đại quân, làm cho nhân loại chủ yếu thủ đoạn công kích căn bản là không có biện pháp nào dừng ở trong vực sâu thông đạo lội bộ, do đó không thể nào chỉ hoãn vực sâu đại quân xuất hiện. Cổ Nguyệt Na bạch ngân long thương vẫn luôn luôn ở trong cắn nuốt ở trong không khí vực sâu năng lượng, nhưng mà linh đế lực lượng chứng thật là cường đại, thần nguyên cảnh tinh thần lực lượng thậm chí càng so với nàng hơn thắng ra vài phần. Song phương đánh nhau chết sống lại ở trong quá trình, nàng nhất định là phải toàn lực ứng phó, tài năng ứng đối, chịu đến linh đế ảnh hưởng, nàng cũng không có biện pháp nào đi cắn nuốt ra càng nhiều lửa vực sâu năng lượng đến suy yếu đối phương. Trong lúc nhất thời, trường hợp nhìn qua có một chút sẵn có, càng nhiều liên quân đang ở trong vùi đầu vào trong chiến đấu. Tây phương quân đoàn, Tây bắc quân đoàn, Trung ương quân đoàn, Nam phương quân đoàn, tứ đại quân đoàn sức chiến đấu đã muốn toàn diện vùi đầu vào trên chiến trường, nhưng mà lại thiếu đến từ chính phương xa tam đại hạm đội lửa đạn trợ giúp, nhưng như cũ có một chân trứng trợ đá. Mà vừa mới lúc này, một chi cơ hồ chính là màu đen quân đội đột nhiên theo bên trên cảnh sát nhập đến trên chiến trường. Bọn họ đầu tiên liền xuất hiện ra ở một chỗ đã muốn trận đấu đầy nguy cơ sườn núi bên trên. Đây là tại tam đại vực sâu linh long vương cùng chiến triển núi mặt khác. Ngọn sơn phong này ước chừng chỉ có 500m cao, là chung quanh phòng ngự ở trong trận tuyến lùn nhất một chỗ, cũng là địch nhân đột phá khẩu. Trên đỉnh núi lúc này phòng ngự hệ thống đã muốn đã bị thâm nguyên sinh vật gần gũi công kích, vẹn vẹn lương thợ theo phòng phòng hộ đang khổ cực chống đỡ. Tất cả hồn đạo pháo đều đã bởi vì liên tục công kích mà biến đỏ nóng lên, mắt tây sẽ không chịu nổi. Đúng vào lúc này, một đạo lam quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong không khí đủ ẩm lúc này kịch liệt liền giảm xuống. Ngay sau đó, trăm ngàn đạo băng kiếm đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện ra ở giữa không trung, giống như là từ trên bầu trời rút xuống băng vũ, tìm tới từng con thông minh sinh vật. Mấy trăm đầu đã muốn vọt tới vòng phòng hộ phía trước, đang toàn lực công kích ra phòng hộ ra thông minh sinh vật bị dính tại trên núi. Ngay sau đó, một đám điểm đỏ đột nhiên xuất hiện ra ở ngọn núi mặt ngoài thân thể. Thâm biên sinh vật lúc này vặn leo lên trên địa phương, tiếp theo một cái chớp mắt, một đám lại nhỏ mây hình lấm liền ở trên đỉnh núi xây đặc lổ tung. Chói tai tiếng lổ lớn này cơ hồ là lan tràn ở giữa sườn núi trên mỗi một khối khắp ngõ ngách. Đại lượng thâm biên sinh vật chân cụt tay đứt bốn phía tán loạn, bi tàng thất linh bát lạc.
Cho dù là ở trong vô địch sương mù dưới sự bảo vệ, cũng không có cách nào hoàn toàn bảo vệ được an toàn của bọn nó. Viện quân đến rồi. Trấn thủ ở trên đỉnh núi một gã tướng tá, cơ hồ là nháy mắt nước mắt dâng lên. Trên đỉnh núi lúc này, hồn đạo pháo bởi vì siêu phụ hào sử dụng đã có 2/3 mất đi sức chiến đấu. Hắn đã muốn ra lệnh, ở vòng phòng hộ bị phá kia, một cái trước mắt là bọn họ kiếp lổ ra đỉnh núi sở hữu đạn pháo, cùng với hồn đạo năng lượng pin một khắc, dùng tuẫn bạo cùng địch sai vòng. Mà sợ này khắc này, vòng phòng hộ năng lượng chỉ còn lại có 18%, tối đa có chỉ có thể kiên trì được mười mấy phần chúng. Đối với cái kia từng đài từ trên trời giáng xuống hắc cấp cơ giáp, hắn lúc này ở trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu: thần binh trời giáng. Duy có thần binh trời giáng bốn chữ này, tài năng hiện ra tầm tình của hắn lúc này. Nhưng mà liền ở trong mắt lệ quang bắt đầu khởi động ra thời điểm, hắn đột nhiên kinh ngạc phát hiện cái này đó hắc cấp cơ giáp là hắn chưa thấy qua. Sở hữu siêu cấp cơ giáp đều là màu đen, mà chống đỡ hòa cùng với kỷ niệm nhân loại hồn sư màu đen vạn năm hồn hoàn. Nhưng bất đồng quân đội, ở cơ giáp thượng đều khắc ra có thuộc về chính mình phiếu hiệu, nhưng mà trước mắt cái này đó cơ giáp màu đen cũng không có cái gì quân đội đều có. Ở phía trước ở trên bệnh trái ngực có một phong cách cổ xưa màu đỏ đường tử. Thượng tá lẩm bẩm nói: đường môn tại trong lóng, đây là người của đường môn. Đường môn cơ giáp tạo đội hình sao? Tất cả đều là hắc cấp, nay chỉ sợ có hơn 1000 đài nhiều hơn. Đúng vậy, tất cả đều là hắc cấp, nhưng đáng sợ nhất còn không phải hắc cấp cơ giáp thân mình, mà là chúng nó lúc này sử dụng thủ đoạn công kích. Vừa mới ở trong phát động ra công kích thời điểm, rõ ràng là hắc cấp cơ giáp ánh mắt của bọn nó đều ở trong khoảng khắc đó biến thành màu đỏ, làm cho người ta mang đến một loại cảm giác sợ hãi. Sau đó một đám điểm ánh sáng màu đỏ liền xuất hiện ra ở trên mặt, lại nói tiếp lỗ lớn liền đã xảy ra. Các loại này cường độ công kích ở trong hồn đạo xả tuyến mặt, ít nhất là thượng tá chưa thấy qua. Lấy hắn quân sự rèn luyện hàng ngày, cơ hồ lập tức liền ý thức được đây là một loại kiểu mới vũ khí. Sau đó hắn liền thấy lần lượt từng thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng đến sườn núi dưới thông biên sinh vật đánh tới. Ở bên cạnh tấn công phần đống thâm nguyên sinh vật bên trong, cũng có một đầu vực sâu linh long ở đó, kịch liệt lổ vang, làm cho con của nó liên tục co rút lại. Nó trên đỉnh đầu nhất thời bốc lên trên tảng lớn xương đỏ, ở trong phạm vi 100m xung quanh thâm nguyên sinh vật, cơ hồ là trong khoảng khắc đó, bị nó cắn nuốt trống không. Sau đó nó bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng tới xung quanh thâm nguyên sinh vật nhóm phía trên liên tục vụt lên trên, ra hơn 10 miếng lồng nặc vô địch sương mù, cơ hồ là đem thần thâm nguyên sinh vật nhóm thân ảnh này cũng đều hoàn toàn che đậy ở trong đó. Ở vô địch sương mù tác dụng phía dưới, cái này thâm nguyên sinh vật xuất hiện ra lần nữa, lần thứ hai tiến hóa, mà lần này biến hóa càng thêm kịch liệt. Một đám quả thực đều biến thành ra, ngay cả vực sâu vị diễn cũng không dám nhận trì ra quái vật, nhưng mà sức chiến đấu cũng đã điên cuồng bạo tăng. Đương nhiên thì chết như vậy, vòng tăng phúc chính là một loại hiệu quả, thì phải là chúng nó sống suốt thời gian sẽ trở nên phi thường ngắn ngủi, nhiều nhất chính là có thể chống đỡ ra 5 phút đồng hồ. Dưới tình huống bình thường, vực sâu linh long đương nhiên không thể nào sẽ như thế uống rượu độc giải khát, nhưng mà làm thâm nguyên sinh vật trùng lớn nhất có chỉ khôn bộ tộc, phán đoán của nó năng lực này thường được mạnh. Làm cái kia phô thiên cái địa công kích ra từ không trung rút xuống, ngay cả vô địch sương mù hiệu quả đều không thể nào làm cho thâm nguyên sinh vật ngăn trở ra lại lực lượng phá hoại thời điểm. Nó chỉ biết đánh lên trên thiết bản, nhân loại nhất định là đến đây phi thường cường đại viện quân. Mà ngay tại lúc này, lời đầu tiên nghĩ đến không phải như thế nào đem trên đỉnh núi công sự ra phòng ngự công phá, mà là tự bảo vệ chính mình. Cũng không phải cái gì thâm nguyên sinh vật đều không sợ chết, đơn giản mà nói, bất kỳ cái gì sinh vật căn bản bản chất đều là giống nhau, càng là có được cao trí tuệ sinh vật, đối với tính mạng của chính mình cũng thì là càng quý trọng. Ở cái này gần như cho cạn kiệt phụt lên trên phía dưới, vô địch sương mù bao trùm ra toàn trường, đồng thời thì cái này vực sâu linh long không có nửa phần do dự, thân thể nháy mắt biến mất, tiến vào trong ẩn thân ở trong trạng thái biến mất không thấy gì nữa. Mà đúng lúc này, một thân ảnh nháy mắt từ trên trời giáng xuống, cơ hồ là tại kia vực sâu linh long biến mất tiếp theo một cái chớp mắt, cũng đang hung hăng đập vào trên mặt. Quỳnh một tiếng, vô cùng mãnh liệt lổ mạnh lực lượng hỗn hợp ra có cực kỳ là phòng sẽ hơi thở, đem chung quanh số lượng lớn ở trong phạm vi chăm thức sở hữu đang ở tiến hóa biến dị ở bên trong thâm miên sinh vật toàn bộ hoán thành bột mịn. Một thân ảnh cũng theo đó hiện hiện mà ra, rõ ràng đúng là đao thần đấu la cuồng phong ma đào từ mã kim chi.
Chạy thật đúng là màu đó. Tư Mã Kim Chỉ lạnh hừ một tiếng. Mục tiêu của hắn dĩ nhiên chính là cái đầu kia vực sâu linh long. Đáng tiếc rằng vực sâu linh long thật sự là rất xảo hoạt. Lồng lặc vô địch sương mù phủ lên trên phía dưới, để cho nó sở hữu hơi thở. Tại cái kia một cái trước mắt đều là bị triệt để che giấu. Hơn nữa nhanh chóng bỏ chạy. Một chọi một số tình huống, có lẽ nó có thể ngăn cản được Tư Mã Kim Chỉ, nhưng mà không chịu nổi bên này, tới được gia cường giả số lượng phần đông. Vũ Trường Không thu hồi lại vừa mới chém ra thiên sương kiếm, ở giữa không trung quan sát đến toàn bộ chiến trường. Bọn họ mang theo đường môn quân đoàn là trước tiên nhảy vào bên trong chiến trường. Lúc này thì quang ám đấu là Long Giả Nguyệt, các loại vị cực hạn đấu là đã muốn đi trở lên tháp kia một bên, cùng phần đông trở lên tháp cường giả cùng đi đối mặt với vực sâu vương cấp cùng với đế cấp trình tượng nhân vật mạnh mẽ. Làm đường môn quân đoàn phát động ra công kích thời điểm, Vũ Trường Không cũng đã lắp bắp kinh hãi, vừa mới cái kia theo ở trong nháy mắt phát ra xạ tuyến, lực lượng phá hoại thật sự là quá mạnh mẽ, quả thực giống như là xác định ra địa điểm. Bầu trời đúng lúc này đột nhiên trở lên hơi âm u ra đứng lên.